Xin thông báo anh em, đây là đơn hàng cuối cùng nhá. Lại hết lăng xê rồi. Xin nhé anh. Tôi chuyển lốt chỗ này là hết rồi. Lúc nào có thì tôi sẽ lại thông báo với cả anh em ở trên kênh nhé. Xin cảm ơn anh em đã tin tưởng. Đấy, một ngày tôi chuyển hàng rất chi là nhiều. 2, 4, 6, 8, đây là 8 hộp buổi sáng thôi. Mọi khi là cả buổi sáng cả buổi chiều ra, nhưng mà hôm nay là tôi chuyển buổi sáng là hết rồi. Ok anh em.